Xin chào các quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tiểu thuyết Dã Sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Tôi thực hiện nội dung này nhằm mục đích chia sẻ những trang sử hào hùng đến với hậu thế. Các bạn cũng có thể chung sức cùng tôi trong những dự án sắp tới bằng cách tham gia hội viên của kênh hoặc click vào link trong phần mô tả nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Chương 6. Người đâu gặp gỡ làm chi? Đêm hôm ấy Minh Đệ ra bờ hồ tìm sư phụ để luyện võ. Hôm nay sư phụ không dạy mà bắt nàng dùng những chiêu số đã học đấu với ông. Ông cứ đánh cầm chừng để Minh Đệ trả đòn. Sau khi quần thảo một lúc, ông đẩy thẳng vào người Minh Đệ một chưởng rất hùng hậu. Minh Đệ vung tay đỡ. Bình một tiếng, nàng thấy trong chưởng của sư phụ bao hàm một thức nội công sát thủ kỳ lạ, phảng phất có mùi hôi tanh. Nàng vội lui liền ba bước để thở. Sư phụ cũng thu chưởng, đứng nhìn nàng miệng mỉm cười. Minh Đệ phân vân không hiểu những gì đã xảy ra. Bỗng nàng cảm thấy bàn tay như bị người ta ngoạm một miếng, cùng với cái lạnh truyền khắp cơ thể, đau đớn vô cùng. Rồi hai miếng, ba miếng. Bất giác nàng đưa tay lên nhìn, bàn tay nàng chỗ ba kinh dương thì xanh như màu nước biển, chỗ ba kinh âm thì lại đỏ tươi như máu. Rồi cái đau, cái lạnh lan ra vai, ngực, chân, đầu. Chịu không nổi nàng cất tiếng kêu lớn, ái chà. Đau quá làm người nàng cúi gập người xuống, rên la, lăn lộn. Nàng gọi Tự An trong hơi thở, sư phụ, sư phụ cứu đệ tử với. Tự An đứng khoanh tay mỉm cười, có vẻ khoái trá. Đau quá Minh Đệ lăn lộn giấy đành đạch. Tự An túm cổ áo nàng nhấc bổng lên đem xuống con thuyền đậu gần đó. Thuyền phu nhổ xào, đẩy thuyền ra giữa hồ. Nằm trong thuyền, Minh Đệ rên la, lăn lộn, nhưng cái đau, cái lạnh vẫn hành hạ. Tự An nói, ta dạy mi phương pháp vận công chống đau. Nào, mi làm theo ta dạy. Nói rồi ông giảng giải. Minh Đệ nghiến răng vận công theo ông chỉ, quả nhiên cơn đau giảm lần lần. Nhưng khi nàng hơi ngừng lại là cơn đau lại phát ra dữ hơn trước nhiều. Khoảng hơn giờ, cơn đau từ từ giảm rồi biến mất. Sau cơn đau, người Minh Đệ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nàng lồm cồm bò dậy hành lễ. Sư phụ, không biết đệ tử phạm tội gì mà sư phụ trừng phạt như thế. Tự An cười nhạt, người không phạm tội gì cả. Nhưng ta vừa dạy cho người một loại thần công kỳ diệu nhất thế gian, gọi là Chu Sa Huyền Âm Trường. Thưa sư phụ, đệ tử ngu tối, chưa từng nghe nói qua về trường pháp này. Xin sư phụ đừng tiếc công chỉ dạy. Tự An ngơ ngẩn nhìn trời, rồi tiếp, Chu Sa Huyền Âm Trường là hai loại trường pháp Chu Sa độc trường và Huyền Âm ngũ độc trường phối hợp lại. Nguyên vào thời vua An Dương, một vị thánh tổ võ thuật lĩnh Nam, họ Lý tên thân, tước phong Vạn Tín Hầu, chắc người có nghe nói. Dạ, đệ tử đọc trong bộ Cổ Loa Di Sự. Trong bộ sách này chép rằng ngài là khai quốc công thần giúp vua An Dương đánh vua Hùng, lập lên nước Âu Lạc. Bấy giờ vua Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên rồi, có ý muốn đánh Âu Lạc. Nhưng y gờm võ công Âu Lạc kỳ diệu, chưa dám xuất binh. Thừa tướng Triệu Cao hiến kế rằng Tần nên sai sứ sang Âu Lạc, bắt cống một đội võ sĩ 100 người. Khi đội võ sĩ đó sang, Tần sẽ cho họ đấu với võ sĩ Trung Nguyên để biết tình hình võ thuật Âu Lạc. Nhiên hậu quyết định nên đánh hay không? Đúng đấy, rồi sau ra sao? Khi sứ Tần tới Âu Lạc, vua An Dương cùng triều đình biết ngay thâm ý của họ. Triều đình quyết định cử quan thái úy Lý Thân đem 100 đệ tử đi sứ Tần. Người có biết bấy giờ võ công của ngài ra sao không? Trong sách có nói, ngài chuyên về âm nhu. Khi ngài giúp vua An Dương đánh vua Hùng, thì phải đối đầu với phò mã Sơn Tinh. Hai bên đánh nhau hơn 2 ngày bên bờ Hắc Long Giang bất phân thắng bại. Nhưng quân Hùng thua vì binh lính không có tinh thần. Tuy đánh bại Sơn Tinh, nhưng ngài vẫn khâm phục bộ phục ngưu thần trưởng của đối thủ. Nhân đó, ngài chế ra 36 chiêu phục ngưu âm nhu, khắc chế với 36 chiêu dương cương. Khi ngài cùng chư đệ tử đến Hàm Dương, mỗi khi đấu với một võ sĩ Trung Nguyên, thì cứ giả bộ kéo dài ra để biết hết sở trường của họ, chứ không vội thắng ngay. Sau hơn tháng giao đấu, ngài thu hết tinh hoa võ thuật của Trung Nguyên, rồi tìm ra cách khắc chế. Về kiếm thuật ngài chế ra pho long biên kiếm pháp, về quyền trưởng ngài chế ra pho cửu chân trưởng, lại thu hết tinh hoa nội công của họ, chế ra pho nội công âm nhu cũng chuyên khắc chế nội công trung thổ. Sách chỉ chép đến đây rồi không thấy ghi gì thêm. Vì vậy sau này, người Việt đấu với người Hán, nếu sử dụng kiếm, quyền, trưởng, nội công của ngài, thì chỉ 1 hay 2 chiêu là thắng ngay. Câu chuyện về sau như thế này, Tự An giảng giải, khi thắng hết võ sĩ Tần, Tổ được Thủy Hoàng phong làm tướng đánh Hung Nô. Lúc Hung Nô quy phục rồi,
Thủy Hoàng phong cho ngài tước Vạn Tín Hầu và cho thầy trò trở về quê và bỏ ý định đánh Âu Lạc. Ngài từ trần rồi, các đệ tử của người lập ra phái Võ Cửu Chân và Long Biên, nức tiếng thời Lĩnh Nam. Nay cả hai phái đó hợp lại thành phái Mê Linh. Trong các đệ tử của ngài thì người thứ nhì tên là Trần Mạnh Chi bị Thủy Hoàng lưu lại làm quan. Mạnh Chi lấy vợ người Hán, sinh con, lập ra phái Trường Bạch. Cho nên từ nội công đến chiêu thức của phái Võ này đều giống nội công, chiêu thức của phái Mê Linh. Trải trên 30 đời, đến đời thứ 31 thì một đệ tử phái Trường Bạch trong khi tiễu trừ đối phương, bị đối phương cho ngũ độc cắn. Người có biết ngũ độc là những con nào không? Dạ là bò cạp, rắn, nhện, rết, tằm độc. Đúng đó, bị ngũ độc cắn, người đệ tử này đau đớn đến chết đi, sống lại. Trong khi vận công chống độc, độc tố hợp với chân khí, thành một thứ võ công mới cực kỳ lợi hại, gọi là nội công huyền âm. Nội công huyền âm rất kỳ diệu. Khi giao đấu, nếu bị người ta nhả một ít chân khí huyền âm vào cơ thể, thì sẽ cảm thấy người lạnh buốt, rét run lên, công lực mất hết. Đấy là tất cả nguồn gốc huyền âm trưởng. Còn Chu Sa độc trưởng hẳn người cũng có nghe nói chứ. Minh đệ dùng mình, già, đệ tử thấy chép trong Thái Tổ Thực Lục rằng trưởng này do một ác nhân tên Nhật Hổ lão nhân mang từ Tây Vực về. Tự An vung tay tát Minh đệ một cái này đom đóm mắt, mi liệu lời mà nói. Mi đọc bộ ngụy thư kia, rồi nói theo giọng điệu của chúng thì có ngày mất mạng. Phải gọi ngài bằng tổ hoặc lão tiên sinh. Minh đệ thấy Tự An đổi cách xưng hô, đánh mình chỉ vì một câu nói thì kinh hãi nghĩ thầm. Rõ ràng sách Thái Tông Thực Lục chép rằng, phái Đông A do sư phụ Tự An làm trưởng môn, đã đứng ra hô hào, thống nhất võ lâm để chống Hồng Thiết Giáo của Nhật Hổ lão nhân. Chính sư phụ với chư đệ tử của người như Phụ Quốc, Bảo Dân, Trung Đạo, các con người như Thông Mai, Thanh Mai, Tự Mai đã giết nhiều trưởng lão bang Nhật Hổ. Chính Thông Mai giết chết lão ở trận Trường Yên, mà nay sao sư phụ lại tỏ ý kính trọng lão như vậy? Tự An gằn từng tiếng, Chu Sa độc trưởng do hai vị thánh mã Mặc, Lệ Anh thu góp tinh hoa độc tố, chế thành Hồng Thiết Công cùng Chu Sa Hồng Thiết Trưởng. Nhật Hổ lão nhân học được trưởng này, đem về Đại Việt lập ra Hồng Thiết Giáo, vang danh một thời. Nhưng cuối thời Thuận Thiên thì Hồng Thiết Giáo bị bọn theo Phật như Huệ Sinh, Tịnh Huyền, Lý Long Bổ phá tan. Tuy nhiên, nhiều đệ tử còn tiềm ẩn vào dân chúng. Trong những người tiềm ẩn thì có ba vị thuộc loại đỉnh cao trí tuệ loài người đã vô tình tìm lại được bản phổ của huyền âm trưởng, nên hợp huyền âm với Chu Sa Hồng Thiết thành Chu Sa huyền âm trưởng. Ba vị đó là Vũ Trương Hào, Lê Phúc Huynh, Đinh Kiếm Thương. Đệ tử nghe nói, huyền âm luyện với nội công âm nhu, còn Chu Sa luyện với nội công dương cương. Như vậy sao có thể phối hợp cương nhu một lúc được? Được chứ, bởi vậy ta mới nói người hợp được là một đỉnh cao trí tuệ loài người mà. Như mi được người ta dạy cho luyện nội công âm nhu của phái Mê Linh Pha Thiền Công. Còn tên loài Tự Mai với vợ nó, rồi ta, đều dạy nội công dương cương cho người. Chính vì cương nhu hợp nhất, công lực mạnh vô biên, nên cha con ta chỉ dạy người mấy buổi mà người thắng đệ thập bát Thái Bảo Trường Trung Nghĩa, sau cùng người thắng đệ nhất Thái Bảo Đoàn Quang Minh. Nhưng đó mới chỉ là cương nhu phối triển thôi, chứ chưa luyện độc tố. Mãi mấy hôm rồi mi mới được luyện Chu Sa huyền âm trưởng. Mi đã được luyện trưởng này mà không biết. Thưa sư phụ dạy đệ tử từ bao giờ? Đệ tử không thấy sư phụ nói qua, nên không biết. Hôm trước sư mẫu đã cho mi nhúng tay hấp mấy nồi thuốc. Thuốc đó là độc tố Chu Sa Hồng Thiết. Hôm nay, ta đổ vào người bằng trường pháp độc tố huyền âm. Kể từ nay, trong cơ thể người, vừa có nội lực âm dương hợp nhất vừa có độc tố Chu Sa huyền âm. Người trở thành một võ lâm cao thủ. Khi người đấu với ai, chỉ cần đụng tay vào người chúng, là lát sau chúng đau đớn đến kêu cha gọi mẹ lên. Bấy giờ người bảo nó làm trâu, làm chó gì nó cũng phải chịu. Người bảo nó ăn cứt, ăn đãi gì nó cũng phải ăn. Minh đệ kinh hãi nói, thưa sư phụ, đệ tử không muốn đánh người ta đau đớn như vậy. Đệ tử học võ chỉ với mục đích phòng thân mà thôi. Nhưng mi đã học rồi. Bây giờ, Minh đệ mới nhớ lời Thường Kiệt dặn rằng sau này vợ chồng quý nhân với sư phụ có dạy võ công gì, thì phải hỏi ông trước khi luyện, bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thì ra trong lúc đấu với nàng, sư huynh đã biết trong người nàng có chất độc, nhưng người không nói ra, với chủ ý để tìm hiểu sự thực đấy thôi. Nàng lại nhớ tới chuyện đấu với Đoàn Quang Minh. Rõ ràng từ công lực đến chiêu số Đoàn đều bỏ xa nàng, thế mà chỉ đấu một lúc, người Đoàn cảm thấy mệt mỏi, rồi bị thua, chắc là Đoàn bị trúng độc. Nàng hỏi sư phụ, từ hôm sư phụ cho đệ tử hấp độc tố, đệ tử đã đấu với mấy người,
nhưng sao họ chẳng hề gì cả? Hay là công lực của đệ tử chưa đủ? Tự An lạnh lùng, mi vẫn chưa hiểu rõ. Chu Sa Huyền Âm Trưởng gồm có Chu Sa Trưởng và Huyền Âm Trưởng. Hôm trước ta mới cho mi hấp Chu Sa độc tố, nên mi đấu với tên Đoàn, từ công lực đến chiêu số y đều hơn mi. Nhưng chỉ ít chiêu sau, độc tố Chu Sa ngấm vào người y, nên chân tay y bải hoải như người ốm mới dậy, rồi y bị thua mi. Còn mới đây mi đấu với tên Yêm Hoạn Lý Thường Kiệt, vì công lực y quá cao so với mi, nên y không việc gì. Nếu như mi biết phát lực, thì chỉ cần tay mi chạm vào tay hai tên Đoàn Lý thì chỉ lát sau hai tên ấy sẽ khốn khổ chứ có đâu lại yên lành được. Ông cười nhạt, còn Huyền Âm Trưởng thì luyện khó hơn. Đầu tiên phải luyện thành nội công âm nhu của Vạn Tín Hầu Lý Thân, rồi sau đó có hai lối hấp thụ ngũ độc. Một là bắt đủ năm thứ độc, mỗi thứ 100 con, cho nó cắn mình, rồi vận công hút độc. Dĩ nhiên khi độc tố vào người thì đau đớn vô hạn. Phương pháp thứ nhì là được sư phụ hay người trưởng bối đã luyện Huyền Âm ngũ độc trưởng lâu ngày trực tiếp truyền độc tố cho. Ta đã truyền cho mi ban nãy rồi đó. Đáng lẽ nghe sư phụ truyền thần công cho thì minh đệ phải sụp lại tạ ơn. Nhưng trong lòng nàng chán ngán, nếu như lỡ ra sau này đệ tử đánh ai mà người đó đau đớn thì phải làm thế nào cho người ta khỏi đau? Tại sao phải cứu nó? Khi biết nó là kẻ thù thì ta phải thẳng tay. Đã thẳng tay thì mặc cho nó đau đớn rồi chết đi. Tuy nhiên những kẻ chúng phải Chu Sa Huyền Âm Trưởng thì công lực bị hóa giải đi mất. Sau đó đau đớn cùng cực, cứ mỗi ngày lên cơn một lần, đủ 49 ngày thì chết. Nếu nó muốn có thuốc giải, thì phải quy phục mi, thành chân tay mi để mi sai khiến. Nhưng thuốc đó chỉ hiệu nghiệm có một năm. Sau một năm mà y không trung thành, khi y lên cơn đau, mi cắt thuốc giải, thì y chỉ có chết. Tự An cười nhạt, bà nãy mi được ta truyền ngũ độc cho, chứ không phải đánh mi. Bây giờ đại công của mi đã cáo thành, trong người mi có đủ Chu Sa Huyền Âm độc tố, lại biết vận công nữa. Khi đấu với ai, mi vận công ra tay là xong. Ngày mai, cũng giờ này, mi sẽ lên cơn đau như vậy. Mi phải vận công chống độc. Trong 49 ngày thì hoàn tất. Từ đấy, mỗi tháng vào ngày mồng 1, 10 rằm, mi lại lên cơn đau. Sau 49 lần tức 24 tháng rưỡi, mi phải vận công chống trả. Hết thời hạn ấy, thì đại công cáo thành, công lực mi mạnh bất khả đương. Bây giờ ta sẽ cho mi uống 3 viên thuốc, rồi sau mỗi năm mi lại phải tìm ta mà xin thuốc. Mi có hiểu không? Minh đệ quá kinh hoàng, nàng quỳ gối, sư phụ, đệ tử lúc nào cũng trung thành với sư phụ. Xin sư phụ ban thuốc giải cho đệ tử. Trung thành, điều đó chưa chắc. Bây giờ ta thử lại lòng trung thành của mi. Ngày mai, mi tìm tên Thường Kiệt, rồi mi hỏi dò nó về cổ loa tâm pháp mà nó được thái sư phụ truyền cho. Sau đó mi năn nỉ xin nó dạy, rồi mi ra đây thuật lại với ta. Nếu ngày mai mi không làm được điều đó, thì đêm mai mi sẽ đau đớn. Nếu sau 49 ngày mà mi chưa dò được, thì thay vì mi thành võ lâm cao thủ, mi sẽ chết. Mi có hiểu không? Minh đệ bàng hoàng cả người. Tự An lại luyện cho nàng phép vận công âm dương hỗn hợp. Đến gần sáng ông mới đưa nàng vào bờ, để về Thính Hương khách xá. Nằm trên giường, Minh đệ kinh hãi tự nghĩ, sư phụ mình rõ ràng là một lão đại hiệp danh vang thiên hạ, mà sao lại dạy mình luyện thứ võ công tà môn này? Hay là lão nhân gia đã đổi thái độ? Nhưng việc trước mắt, mình phải dò la thần công cổ loa tâm pháp cho lão nhân gia, bằng không, đêm mai mình sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Hà, làm sao bây giờ? Mình phải xuống vùng Thái Hà thăm trang ấp của sư huynh Thường Kiệt, rồi lần mò hỏi xem. Nhưng sư huynh Thường Kiệt đối với mình thực tử tế, mình không thể đâm sau lưng người được. Thôi thì mình đành chết, chứ không thể phụ lòng sư huynh. Một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, thân phụ của sư huynh Thường Kiệt trước đây là Ngô An Ngữ, đệ tử của sư phụ, tức sư huynh của ta, người bị Nhật Hồ lão nhân sát hại trong trận Trường Yên. Mối thù này lớn lắm, mà nay sao sư phụ lại tôn vinh lão? Thực là lạ, nhưng ít ra ta cũng hỏi xem cổ loa tâm pháp là loại tâm pháp nào mà sư phụ muốn có. Địa vị cùng võ công sư phụ cao hơn sư huynh nhiều, mà sao người lại phải dò để biết làm gì? Sáng hôm sau, Minh Đệ vừa thức giấc thì có chiếc xe ngựa đậu trước nhà. Người đánh xe là một thiếu nữ ngang tuổi với nàng. Người thiếu nữ xuống xe nói với Minh Đệ, ngài thái bảo sai tôi tới mời cô nương đến trang ấp của người chơi ít ngày. Vậy xin cô nương sửa soạn, rồi lên đường cho. Minh Đệ vào nhà xếp mấy bộ quần áo, rồi lên xe đi. Xe qua điện Cản Nguyên, Cao Minh, Tập Hiền, giảng võ rồi xuất ra cửa Quảng Phúc. Ngồi trên xe, ngắm kinh thành nhộn nhịp xe,
ngựa, trai thanh gái lịch, mà lòng Minh Đệ vẫn lo âu rằng nếu như nàng không lấy được cổ loa tâm pháp, liệu sư phụ có cho nàng thuốc giải không? Khoảng hơn giờ sau thì tới một trang ấp, ngoài có chữ đề Thái Hà Trang. Xe vượt qua cổng có Hoàng Nam gác. Trong trang, nhà cửa bằng gạch, lợp ngói san sát, đường lát đá xanh. Nàng nhủ thầm, trang này giàu, đẹp gấp mấy lần trang Thổ Lội phong cho siêu loại hầu nhiều. Xe đi một lát, tới dinh thự nguy nga. Trước dinh, một cái hồ lớn, nước trong veo. Trên mặt hồ, mấy chục con thiên nga đang bơi lội. Quanh hồ, có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Xe tới cổng dinh thự, thì người canh cổng đánh một tiếng chiêng, rồi mở cổng cho xe vào. Trong sân dinh, có nhiều nam nữ thiếu niên đang luyện võ với nhau. Thường Kiệt đã ra trước sân đón nàng. Vì Thường Kiệt đã tịnh thân, nên ông không tị hiềm nam nữ. Ông nắm tay, đỡ nàng xuống xe, rồi song song vào nhà khách. Ông bảo một thiếu nữ, trang phục theo lối môn sinh, phương lý, còn dẫn cô vào phòng nghỉ, rồi đem cháo ra đây để cô cùng điểm tâm. Thường Kiệt không tiếp Minh Đệ tại gia với phong cách là sư muội, mà với thân tình anh em. Phương Lý dẫn Minh Đệ vào một căn phòng rất xinh đẹp, trong có giường sơn son thiếp vàng, có án thư làm việc, có cả đỉnh hương để đốt trầm đọc sách. Phòng có cửa sổ trông ra vườn hoa, ao sen. Nàng nghĩ thầm, từ cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên mình được ở trong một căn phòng trang nhã thế này. Trước đây mình thấy phòng ngủ của các tiểu thư con kinh lược xứ, đã tưởng là sang trọng, nhưng coi bộ không bằng 1% căn phòng này. Lý dẫn nàng ra phòng khác, múc nước ấm có hương sen cho nàng rửa mặt, rồi đưa nàng trở lại phòng khách. Trong phòng có 9 thiếu niên, 8 thiếu nữ cũng đã ngồi vào chỗ. Họ thấy Minh Đệ, vội đứng dậy cung tay hành lễ, tham kiến sư thúc. Minh Đệ vội đáp lễ rồi ngồi xuống trước mặt Thường Kiệt. Thường Kiệt chỉ 9 thiếu niên, 8 thiếu nữ với Phương Lý. Theo kế hoạch quốc phòng của Thái Sư Khai Quốc Vương, thì tất cả các võ quan, dù tại chức, dù về hưu, đều mở trường dạy học. Sư huynh không vợ, không con, nên thu nhận 9 nam đệ tử, 9 nữ đệ tử, gọi là nội đồ. Còn lại, ai gửi con đến cũng dạy, gọi là ngoại đồ. Ngoại đồ của sư huynh đã nghỉ học có hơn 1000, đang học có 360. Đám đệ tử bưng cháo lên, Phương Lý cung tay nói, thưa sư phụ, thưa sư thúc, thưa sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, hôm nay tới lượt Lý làm món điểm tâm cháo hải sản bát chân. Xin mời chư vị thưởng thức rồi. Chê cho. Tất cả đám đệ tử đều cười ồ lên. Một nam đệ tử hỏi, chị Lý, hải sản bát chân là những gì vậy? À, một là hào, hai là cua, ba là mực, bốn là tôm, năm là sò, sáu là giòn, bảy là nghêu, tám là cá thu. Vì tất cả đều có nhiều âm tính, nên gia vị phải thêm thì là rau răm với hồ tiêu. Minh Đệ cầm muỗng múc cháo ăn. Mùi thơm tám thứ hải sản hợp với gia vị tỏa ra môi, lưỡi, cổ, nàng cảm thấy khoan khoái cực kỳ. Nàng vừa ăn vừa hỏi, ban nãy sư huynh nói các quan tại chức, hồi hưu đều mở trường dạy học, trong khi các gia, các phái cũng thu nhận đệ tử, rồi triều đình cũng cho mở trường dạy tại các xã, các huyện, kinh đô có quốc tử giám. Như vậy trong nước có tới 3 học chế khác nhau sao? Sư muội hỏi vậy thực phải. Tuy có 3 loại trường mở, nhưng chỉ có một học trình thôi. Học trình đó do bộ lễ soạn thảo, được triều đình duyệt rồi ban hành. Tất cả các trường đều phải dạy những phần trong học trình. Còn ngoài ra, muốn dạy thêm gì thì tùy ý. Như từ 6 tuổi tới 10 tuổi thì học chữ, học võ cho cơ thể khỏe mạnh. Sau 10 tuổi thì thi vào trường huyện hoặc trường của các quan, trường dạy nghề. Như Minh Đệ thì cha mẹ chỉ cho học trường làng, sau đó thì bắt ở nhà làm việc. Nếu như Minh Đệ được cha mẹ cho học nữa, thì ra huyện học tiếp về trường văn, trường canh nông, trường thủ công như dệt, may. Con trai thì học thợ rèn, thợ nề, thợ mộc vân vân. Thằng hoặc được vào trường các quan thì học toàn văn, toàn võ, hoặc cả văn lẫn võ. Muội hiểu rồi, như tại quê muội thì trường Trung Nghĩa tuy có dạy văn, nhưng ít thôi, ông truyền dạy đệ tử về võ. Đúng đấy, trường của huynh tuy không lớn như trường của Long Thành Ẩn Sĩ, nhưng cũng khá. Huynh cùng em ruột là Thường Hiến dạy về võ, còn người em sữa là Dư Phi lo giảng về văn và nhạc. Minh Đệ giật mình, có phải Dư Gản Sĩ trước đây đi sứ Trung Quốc chọc giận bọn biên quan ở Quảng Tây, trong thời Nhân Huệ Hoàng đế khởi binh không? Đúng đấy, hắn ta sắp tới bây giờ đấy. Ăn xong, Thường Kiệt dẫn Minh Đệ tới một phòng luyện võ nhỏ. Ông nói, đây, chỗ này dành cho sư muội luyện võ. Đêm nay sư muội có thể yên tĩnh mà luyện công. Còn phòng bên cạnh là chỗ sư huynh luyện.
Thường Kiệt dẫn Minh Đệ sang thư phòng, rồi chỉ ghế cho Minh Đệ ngồi. Thư phòng của huynh có đủ mọi loại sách Hoa Việt, tha hồ cho muội muội đọc. Minh Đệ liếc qua đám sách võ, có tới mấy chục cuốn phổ. Trong đó có cuốn ghi rõ tộc Việt Anh Linh Tâm Pháp, cạnh còn ghi chữ nhỏ Cổ Loa Tâm Pháp. Nàng nghĩ thầm, vật mà sư phụ bắt mình lấy trộm đã có đây rồi. Vậy mình có nên lấy hay không? Từ hôm Thường Kiệt bảo nàng với ông cùng được Quan Âm thu làm đệ tử, nhưng nàng không biết Quan Âm là ai. Hôm nay nàng mới đánh bạo hỏi, sư huynh, em nghe nói sư huynh học võ với nhiều sư phụ lắm phải không? Nhưng ai là sư phụ chính của sư huynh? Thường Kiệt không nghi ngờ trả lời, sư phụ đầu tiên của sư huynh là mẫu thân. Người là đệ tử của tổ sư Tịnh Tuệ, một trong Đại Việt Ngũ Long, trưởng môn phái Mê Linh. Sau lớn lên sư huynh được phụ thân dạy võ công Đông A. Sư thúc Tự Mai, Thanh Mai cùng tổ sư Tự An cũng dạy võ công Đông A cho sư huynh. Nhưng sư phụ chính của sư huynh là tiên cô Bảo Hòa. Còn Quan Âm cũng dạy nội công Âm Nhu cho sư huynh. Muội đọc bộ Nhân Huệ Hoàng Đế Kỷ sự chép rằng trong trận đánh với Tống, sư huynh đã sử dụng một loại thần công. Khi đánh trúng đối thủ thì các mạch máu vỡ tan ra rồi chết. Vua Bảo Bắc Biên trông thấy mà cũng kinh hoàng. Thần công đó gọi là Cổ Loa Tâm Pháp. Thế ai dạy sư huynh thần công đó? Thường Kiệt cười, tâm pháp đó là tâm não suốt đời của thái sư phụ Tự An nhà huynh. Người Hoa Du trong hơn 10 năm, nghiên cứu hết nội, ngoại công các phái võ Trung Quốc, rồi chế ra tâm pháp đó, người đặt tên là tộc Việt Anh Linh Tâm Pháp. Nhưng người truyền cho huynh ở Cổ Loa, nên huynh đặt tên là Cổ Loa Tâm Pháp. Một, ghi chú, một xem anh linh thần võ tộc Việt, cùng tác giả, do Xuân Thu Hoa Kỳ ấn hành. Như vậy tâm pháp này chỉ người với sư huynh biết thôi à? Không, người còn truyền cho hầu hết đệ tử của người. À, ta mời muội đến làm khách ở đây một thời gian, còn hơn bị giam lỏng ở Thính Hương khách xá bên hồ. Yến Loan nghĩ thầm, thì ra thay vì giam mình ở bờ hồ, sư huynh tế nhị mời mình về đây ở. Kể ra ở tù kiểu này kể cũng sướng cái đời. Nhưng còn đám trẻ 7 đứa thì sao? Ai chu cấp tiền nong, nuôi nấng bọn chúng? Thấy Yến Loan có vẻ bồn chồn trong dạ, Thường Kiệt hỏi, có phải muội lo lắng rằng muội ở đây thì ai lo cho 7 đứa trẻ phải không? Yến Loan giật mình, dạ đúng thế. Được, sư huynh sẽ nhờ một nữ quan của khu mật viện, hàng tháng trích trong số vàng bạc của muội phát cho chúng. Muội đừng lo. Thường Kiệt chỉ vào một tủ đầy chứng chai lọ nói, đây là tủ đựng thuốc. Nếu sư muội thấy khó chịu thì nói cho huynh biết, huynh sẽ đưa thuốc cho mà uống. Nói rồi ông chỉ từng lọ một mà giảng. Đến một hộp bằng gỗ sơn son thiếp vàng, Thường Kiệt nói, thuốc này Hoàng Giang cư sĩ trưởng môn phái Sài Sơn mới chế ra, định đem vào cho khu mật viện dùng, nhưng nay thì chưa cần đến. Thuốc gì vậy? Thuốc để trị chu sa huyền âm độc trưởng. Minh Đệ muốn ngộp thở, có phải dùng để trị tuyệt loại trưởng quái ác này không? Em chỉ nghe nói sơ lược về trưởng này mà thôi. Thường Kiệt giảng chi tiết về nguồn gốc chu sa huyền âm trưởng. Minh Đệ thấy những điều ông giảng giống hệt sư phụ Tự An đã giảng. Ông kết luận, hiện trường này khá thịnh hành bên Tống. Đại Việt ta cũng có nhiều người luyện. Ai trúng trường của họ thì đau đớn đến chết đi sống lại. Bấy giờ họ bắt phải làm gì cũng làm. Rồi cả đời phải trung thành với họ, mỗi năm phải tìm họ xin 3 viên thuốc, uống vào dịp tiết đồng chí, bằng không sẽ lên cơn trong 49 ngày rồi chết. Vì chúng dùng độc trưởng khống chế những nhân vật quan trọng để làm gian tế cho chúng, nên khu mật viện dùng tế tác dò tìm ra phép chế thuốc giải, rồi chế thuốc để phát cho những gian tế của chúng, để biến họ thành người của mình. Đại Việt có nhiều người biết chế thuốc này không? Chỉ có 2 người. Một là Thái sư Dương Bình thầy dạy của Hoàng thượng, hai là Hoàng Giang cư sĩ. Minh Đệ mừng thầm, như vậy ta không cần tìm sư phụ xin thuốc giải nữa, sẵn thuốc của sư huynh đây, ta lấy mà uống. Nhưng khi Thường Kiệt bỏ ra ngoài, ông lại cầm bình thuốc đó theo. Minh Đệ thất vọng, nàng ngồi một mình đọc sách. Qua cuộc đối thoại với Thường Kiệt, Minh Đệ cảm thấy kinh hoàng hơn, rõ ràng tâm pháp Cổ Loa do sư phụ sáng chế ra, rồi dạy cho sư huynh cùng chư đệ tử. Nay sao sư phụ lại bảo mình ăn cắp cho người? Nếu người quên thì có thể bảo bất cứ đệ tử nào, hoặc sư huynh Thường Kiệt trao cho. Sao người lại phải bắt ta lấy cho người? Bây giờ ta ở đây, đêm nay không có tâm pháp cho sư phụ, thì ta lại bị lên cơn đau kinh khiếp như hôm qua nữa thì chịu sao nổi. Thôi cũng đành liều. Nàng nghĩ tới cơn đau sẽ hành hạ đêm nay, rồi nhìn hộp thuốc, theo sư phụ, ta phải vận công chống độc trong 49 ngày, rồi uống 3 viên thuốc. Như vậy một năm sau ta phải ăn cắp Cổ Loa tâm pháp trao cho sư phụ, bấy giờ sư phụ mới cho thuốc giải. Nếu ta không chịu phản sư huynh Thường Kiệt,
thì sư phụ không cho ta thuốc. Nhưng không sao, bấy giờ ta sẽ thú thực với sư huynh rồi xin thuốc sư huynh cũng được. Suốt ngày hôm đó, Minh Đệ ngồi đọc sách. Những sách cận đại, nàng thuộc gần hết từ ngày ở căn nhà trong khu mật viện. Bây giờ nàng đọc sang những sách Trung Quốc, nhất là những sách liên quan tới Nho giáo. Nàng nghĩ, hiện tộc Việt mình có chủ đạo riêng, nhưng triều lý lại dùng đạo đức của Phật giáo cai trị nước. Đúng như triết lý nhà Phật thì không đủ uy trị dân, thiếu dũng để bảo quốc. Cho nên Ngài Vạn Hạnh, Minh Không, Huệ Sinh đã biến đổi hành động của Phật tử hướng về dân tộc. Vì vậy Phật giáo hiện giờ không còn là Phật giáo đến từ Trung Quốc, Tây Trúc mà thành Phật giáo Đại Việt rồi. Chả vậy mà trong việc phá các chư vương khởi loạn, quốc sư Huệ Sinh đã đổi hẳn hành động, nên mới có việc chém các trưởng lão bang Nhật Hồ, rồi Ưng Sơn giết Đinh Phi, Tiên Cô Bảo Hòa giết Hồng Phúc, rồi Thông Mai giết mấy người họ Dương ở Bắc Ngạn. Ta nghĩ, phải dùng một phần triết lý của Nho, hợp với Phật, hợp với chủ đạo sẵn có, thành một chủ đạo mới của tộc Việt. Có như vậy mới mong giữ được nước. 2. Ghi chú 2DVSKTT Lý Kỷ, Thánh Tông Kỷ, chép, niên hiệu Thần Vũ năm thứ 2, 1070, Canh Tuất, mùa thu tháng 8, vua cho dựng văn miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối, Nhan Uyên, Tăng Sâm, Tử Tư, Mạnh Tử, vẽ tượng Thất Thập Nhị Hiền, 72 cao đồ của Khổng Tử. Người sau ai cũng kinh ngạc, vì từ vua Thái Tổ, Thái Tông cho đến Thánh Tông đều phong cao tăng Phật giáo làm quốc sư. Chính vua Thánh Tông cũng là một Phật tử thuần thành. Nho giáo thường bài xích Phật giáo, thế mà bỗng chốc nhà vua trọng Nho. Không ai hiểu tại sao cả. Duy độc giả Nam Quốc Sơn Hà biết rõ chính là Yến Loan. Vì sau này Yến Loan thành ỷ Lan Thần Phi đã khuyên vua trọng Nho để hợp Nho với Thích thành một chủ đạo dân tộc, một vũ khí giữ nước, một triết lý văn hóa hiếm hoi trên thế giới. Nàng ngồi đem những sách của Nho thần đời Hán, đời Đường cùng các danh Nho Tống mới đây ra đọc. Nàng đọc những sách về Giả Nghị, Ba, Đồng Trọng Thư, Lưu Hướng, Vương Xung. Nàng ngồi đem những sách của Nho thần đời Hán, đời Đường cùng các danh Nho Tống mới đây ra đọc. Nàng đọc những sách về Giả Nghị, Ba, Đồng Trọng Thư, Lưu Hướng, Vương Xung. Ghi chú, ba Giả Nghị, người đất Lạc Dương đời Hán, sinh năm 200 trước Tây Lịch, mất năm 168 trước Tây Lịch. Ông là tư tưởng gia, làm chức bác sĩ, cố vấn cho vua Hán Văn Đế. Bộ mà Yến Loan đọc là bộ sách chú thích, giảng giải về hai tác phẩm của Giả Nghị Tần Chính Sự và Quá Tần Luận. Đồng Trọng Thư, 190-105 trước Tây Lịch, đại tư tưởng gia đời Hán, làm chức bác sĩ đời vua Cảnh Đế nhà Hán. Bộ Yến Loan đọc là bộ Xuân Thu Phồn Lộ vào Văn Tập. Lưu Hướng, 70-76 trước Tây Lịch, Tôn Thất nhà Hán. Ông là đại tư tưởng gia, đại văn hào. Ông cùng với nhóm thuộc hạ đã chế tác, biên khảo đến hơn 20 tác phẩm. Vương Xung, 27-107 sau Tây Lịch, đại tư tưởng gia đời Hán. Tác phẩm có bộ Luận Hành 85 thiên, Luận Tính 16 thiên. Hôm sau, Thường Kiệt hỏi về những võ công mà Minh Đệ đã học được, nàng cứ sự thực khai hết. Sau khi khai, nàng xin Thường Kiệt dạy nàng về khoa điểm huyệt. Thường Kiệt chấp nhận liền. Minh Đệ vốn đã có căn bản về kinh lạc, huyệt vị, nên Thường Kiệt chỉ dạy có 3 tối, nàng đã thông thạo. Vào một buổi chiều, khi trời vừa tối, thì có thái giám ra tuyên triệu Thường Kiệt chiều có chuyện khẩn. Thường Kiệt dặn nàng, muội muội cứ ở nhà, trong 9 nữ đệ tử của huynh, có tên là Phương Lý, Phương Cúc, Phương Huệ, Phương Liễu, Phương Đơn, Phương Tiên, Phương Dược, Phương Quế, Phương Quỳnh. 9 nam đệ tử có tên là Anh, Hùng, Hào, Kiệt, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Muội muội muốn sai bảo gì, cứ gọi chúng. Chiều nay muội muội ăn cơm với 18 đệ tử của huynh. Nói rồi ông lấy ngựa lên đường. Khi mặt trời ngả bóng về tây, thì một hồi trống đánh lên, ngoại đồ lục tục ra về. Cổng dinh đóng lại, trong dinh chỉ còn 18 nội đồ. Minh Đệ nhận thấy Thường Kiệt không dùng nhiều tôi tớ như những đại thần khác, nhất là không dùng lính gác. Trong dinh chỉ có 5 người làm vườn, 5 mã phu, cùng với đám nhà bếp hơn 10 người nữa. Quản dinh là Dư Bà, người nuôi sữa Thường Kiệt hồi nhỏ, nay Thường Kiệt đem về phụng dưỡng tuổi già. Cơm chiều xong, Minh Đệ dạo chơi quanh kia hồ trước dinh, cùng vườn hoa. Nàng muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh để ngồi chịu cơn đau đớn, mà không ai biết. Dạo hết một vòng dinh, nàng đã tìm ra chỗ giàn hoa lý với mấy bụi móng rồng là khuất khúc nhất. Chỗ này có cái ghế dài. Nàng định khi cơn đau tái phát, nàng sẽ núp vào đây mà chịu trận. Nàng tự hứa, đúng ra ta phải hiếu với sư phụ.
sư phụ bảo ta trộm tâm pháp cho người, mà ta trộm thì thành ra ta lâm vào tình trạng bất hiếu như ngài tăng từ xưa kia sao? Nhất định ta chịu chết chứ không thể trộm tâm pháp mà thành bất hiếu với sư phụ, bất nghĩa với sư huynh. Bỗng nàng nghĩ tới Quan Âm, hay ta tụng Quan Âm cứu khổ, cứu nạn cho ta vậy? Ai cũng bảo Quan Âm là người sống, chứ không phải Phật bà. Sư huynh đối với ta tử tế thế này là biết ta cùng học ở Quan Âm với người. Nhưng Quan Âm là ai? Không lẽ Quan Âm là tiên cô Bảo Hòa? Mình nghe nói tiên cô mặc áo xanh, quần trắng, hoặc áo nhung đỏ quần trắng, chứ đâu người có mặc áo trắng. Và tiên cô là trưởng môn phái Tản Viên, sao người lại dạy tâm pháp mê linh cho ta? Thực khó hiểu. Bất giác nàng cất cao giọng tụng kinh Quan Thế Âm. Tụng xong, nàng ngồi xuống cái ghế cạnh bụi hoa dạ hương, rồi ngẩn người suy nghĩ về Quan Âm, về vợ chồng quý nhân, về tự an. Một lát nàng ngẩng mặt lên, thì thấy một người đàn ông mặc quần áo nho sinh, đứng tần ngần cách nàng mấy trượng, đang nhìn nàng. Minh Đệ ước lượng người ấy tuổi khoảng trên dưới 30. Tưởng y là người trong dinh, nàng hỏi, tiên sinh là ai? Đối với Quan Thái Bảo là chỗ thế nào? Người đó không trả lời, mỉm cười, cô nương là ai? Đối với Thường Kiệt là chỗ thế nào? Minh Đệ thấy người đó già cũng chưa phải già, trẻ cũng không phải trẻ, nhưng dáng điệu bệ vệ, ôn nhu văn nhã, hơn nữa dám gọi tên của sư huynh nàng ra thì hẳn có địa vị lớn lắm. Nghĩ vậy nàng vuốt tóc lễ phép, tôi là tội nhân bị khu mật viện bắt để điều tra, rồi Thái Bảo đem tôi về đây chơi. Cô nương nói lạ. Người đó lắc đầu cười rất tươi, cô nương là tội nhân thì bị giam trong tù, còn như cô nương là nhân chứng thì được ở Thính Hương Vãng Lai Xá bên hồ, chứ có đâu được đưa về đây để thưởng hoa. Cô nương nói dối rồi. Cô nương theo đạo Phật mà nói dối thì sau chết xuống âm phủ sẽ bị quỷ sứ cắt lưỡi cho mà coi. Minh Đệ biện luận, tôi không nói dối tiên sinh đâu. Không tin tiên sinh hỏi Thái Bảo thì biết. Sở dĩ tôi được Thái Bảo mời đến đây chơi ít ngày là vì Thái Bảo biết tôi với Thái Bảo học cùng một sư phụ. À thì ra thế, cô là sư muội của y hẳn. Thế sư phụ của cô là ai nào? Minh Đệ thấy nho sinh đổi ngôn từ, đang gọi nàng là cô nương, bây giờ gọi là cô rất thân mật, nàng cũng nói bằng giọng ôn nhu ngọt ngào, sư phụ của tôi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi không tin. Tiên sinh không tin thì tôi xin chịu, chưa biết làm sao bây giờ. Được rồi, tôi tin. Bây giờ tôi hỏi thực, cô đẹp như thế này thì hẳn phải là tiểu thư con quan đại thần nào đó. Tại sao cô lại phạm tội? Tội gì? Tôi là con nhà dân dã, bố mẹ tôi cũng có ít của. Nhưng mẹ tôi cùng em tôi đánh tôi đến chết đi rồi vứt xác xuống chuồng hôi. May tôi sống lại. Tôi tìm sư cụ cứu chữa cho. Sư cụ cho tôi tá túc ở chùa. Rồi người ta vu cho tôi gian dâm với sư. Cô lại nói hoang đường rồi. Tại sao mẹ cô với em cô lại đánh cô đến chết? Luật nước rất nghiêm. Có đâu mẹ được đánh chết con. Em đánh chết chị. Hai người đàn bà đanh ác đó phạm điều 305 bộ quốc triều hình thư. Tôi phải bảo quan hình bộ thượng thư xử giảo họ mới được. Minh Đệ giơ tay đánh gió nho sinh, tiên sinh nói ngông vừa thôi, nói lớn lối như hoàng đế vậy mà không sợ bị chặt đầu ư? Tiên sinh là ký gì mà đòi ra lệnh cho quan hình bộ thượng thư? Nho sinh cung tay, thì cô biết đấy, kẻ sĩ thường hay nói ngông mà. Xin lỗi cô nghe, thế chuyện của cô ra sao? Minh Đệ thuật sơ qua vụ nàng bị đánh như thế nào? Người ấy cười, thôi được, chuyện này tôi tin cô. Nhưng cô ơi, tôi nhìn qua cũng biết cô còn con gái. Một loại Phật tử thuần thành, đến nghĩ bậy cũng không có, thì sao người ta lại vu cho cô ăn nằm với sư? Bọn quan lại ăn nợ như thế mà trị dân thì sao cho dân hạnh phúc đây? Phải cách chức hết bọn đó đi. Ừ, mà dù cô có ăn nằm với sư thì cũng chỉ bị đưa ra đình làng đánh roi rồi thả thuyền trôi sông, chứ có đâu bị đưa về khu mật viện. Nghe nho sinh lớn lối chửi quan lại, Minh Đệ phì cười, nghĩ thầm, mấy ông nho sinh ưa nói thánh, nói tướng đã quen, mình chẳng nên bắt lỗi. Minh Đệ thuật qua vụ quý nhân tặng vàng, đưa đến nàng cùng chư tăng mang tội làm gian tế cho Tống. Nho sinh hiểu ra, à thì ra thế. Bây giờ tôi cho cô biết tôi là ai. Tôi là sứ giả của Quan Âm. Bàn nãy cô niệm kinh, cầu ngài cứu khổ cứu nạn. Ngài sai tôi đến xem cô xin gì thì giúp cô. Hôm nay tôi chỉ giúp cô một việc thôi. Minh Đệ kinh hãi, chửi thầm, mình ngu quá. Người này nói lớn lối như vậy thì nhất định là sứ giả của Quan Âm rồi. Nguy thực. Minh Đệ vội gối lạy liền ba lạy, thì ra ngài là thiện tài đồng tử đấy. Đệ tử có một bệnh không ai chữa cho được. Bệnh này cứ mỗi nửa đêm lại bị lên cơn đau đớn đến chết đi sống lại. Xin ngài ban ơn cứu đệ tử. Thiện tài mỉm cười, tưởng gì chứ việc đó đâu khó.
cô cứ ngồi đây chờ, lát nữa ta sẽ trao thuốc cho cô. Cô uống rồi ngủ ly bì, thì làm sao mà đau đớn được. Minh Đệ thụp xuống tạ ơn. Khi nàng ngừng đầu lên thì không thấy Thiện Tài đâu nữa. Nàng đành ngồi chờ. Khoảng hơn 2 khắc thì Thiện Tài lại xuất hiện, rồi trao cho nàng 9 viên thuốc, cô bỏ vào miệng mà nuốt đi. Minh Đệ thấy viên thuốc giống hệt thuốc chữa chu sa huyền âm trường của Lý Thường Kiệt thì không nghĩ ngợi, nàng cầm thuốc nuốt liền. Khi nàng ngừng đầu lên thì Thiện Tài đã biến mất. Nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vội hướng phòng mình chạy về, đóng cửa rồi leo lên giường nhập vào giấc ngủ. Tiếng chim kêu, tiếng chiêng làm Minh Đệ tỉnh giấc. Mặt trời đã hiện lên ở phương đông. Minh Đệ vội ngồi dậy, súc miệng, rồi ra sân xem đám môn sinh luyện võ. Bất cứ đám môn sinh nào thấy nàng cũng cúi đầu hành lễ. Tuy bị ám ảnh bởi kia nguy cơ chu sa huyền âm độc tố, nhưng Minh Đệ vẫn cảm thấy thoải mái, vì đây là lần đầu tiên nàng được kính trọng, được sống trong an nhàn, thanh thản như vậy. Cả ngày hôm đó, Thường Kiệt không về, vì bận chính sự. Minh Đệ nảy ra ý định vào thư phòng Thường Kiệt để sao chép tâm pháp cổ loa. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, nhất định ta không làm điều này. Thôi ta đành chờ Thiện Tài xuất hiện cứu ta. Nếu ngài không cứu được, thì ta đành chịu chết vậy. Minh Đệ rảo bước đến nhà thờ tổ của Trang. Thời bấy giờ, mỗi trường dạy văn, dạy võ đều có nhà thờ tổ để làm lễ nhập môn, hạ sơn cho chư đệ tử. Nhà thờ tổ của Thái Hà khá lớn. Nàng đẩy cửa bước vào, rồi đánh lửa châm lên mấy ngọn đèn. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng thấy có 3 bàn thờ khác nhau. Bàn chính giữa, hàng cao nhất là các vua Phục Hy, Thần Nông, Kinh Dương, vua An Dương. Hàng thứ nhì là vua Trưng. Hàng thứ ba là vua Lý Nam Đế, Bố Cái, Ngô, Đinh, Lê. Hàng thứ tư là vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông. Nàng nghĩ thầm, bàn thờ này cũng giống bàn thờ ở Kinh Bắc, không khác. Nàng nhìn sang bàn phía tả, có 10 hàng. Cao nhất là Phù Đồng Thiên Vương, Vạn Tín Hầu Lý Thân, Thánh Tản Viên Sơn Tinh, Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ, Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung. Hàng thứ nhì là Trưng Nhị, Hoàng Thiểu Hoa, Phương Dung, Thánh Thiên, Phùng Vĩnh Hoa. Hàng thứ ba đến Đào Kỳ, Thi Sách, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Tam Trinh. Cuối cùng là các đại công thần triều Lý mới tuấn quốc. 4. Ghi chú, 4 hành trạng các nhân vật trên, xin xem Anh Hùng Lĩnh Nam của Yên Tử Cư Sĩ do Nam Á Paris xuất bản. Cảm khái dâng lên trong lòng, đây là bàn thờ các tổ võ. Xưa kia bà Hoàng Thiều Hoa chỉ là cô gái chăn trâu, bị đời hắt hủi còn hơn ta nhiều, nhưng nhờ có chí lớn, đã làm lên chuyện kinh thiên động địa. Tại sao ta không thể làm như bà? Nhìn sang ban thờ phía hữu, thì thấy thờ An Tiêm, Trừ Đạo Tổ, Tiên Dung, cùng chư thần. Chợt nàng để ý đến một bàn thờ đặt giữa nhà, có chữ sinh tử, không tạc tượng, mà lại thờ bằng hình vẽ. Nàng nhủ thầm, ta thử xem, sư huynh thờ sống những ai mà người thọ ơn đây. Nàng chú ý thấy nét chữ Thường Kiệt để ở hình thứ nhất, sư phụ, tiên cô, trưởng môn phái Tản Viên, hoàng triều trưởng đại công chúa Chi Linh Vị. Minh Đệ thở phào, sư huynh thờ sống tiên cô đây. Hôm trước mình cứ nghĩ Quan Âm là tiên cô Bảo Hòa, nhưng hình này không phải Quan Âm mà mình được gặp. Hình thứ nhì vẽ một người mặt rất uy vũ, dưới có hàng chữ, Thái sư phụ trưởng môn phái Đông A, tính Trần Húy Tự An Chi Linh Vị. Mặt Minh Đệ tái đi, tai ù không còn nghe thấy gì nữa, vì hình này hoàn toàn khác hẳn với sư phụ Tự An đã dạy võ nàng. Quá kinh hoàng, nàng ra khỏi nhà tổ, rồi thẫn thờ đi trong sân, tại sao hình mà sư huynh vẽ để thờ sống lại khác hẳn người ta gặp. Mặt trong hình bầu, mắt lớn, trán cao, có 2 làn râu rồng bên mép. Còn sư phụ bên ngoài thì mặt hơi dài gãy như cái lưỡi cày. Hay là hình vẽ hồi sư phụ còn trẻ, bây giờ người già rồi, khuôn mặt đổi đi chăng? Đợi sư huynh về ta phải hỏi cho ra lẽ mới được. Khi trời tối, Minh Đệ lại ra chỗ giàn hoa dạ hương, rồi ngồi đọc kinh Quan Thế Âm. Lát sau Thiện Tài lại hiện ra. Minh Đệ thụp lạy, thì Thiện Tài nắm tay nàng nâng dậy. Ông ta cười, hai đuôi con mắt khép lại rất dài, trông rất tình, tôi thực không phải với cô nương. Tôi là người dưới thế gian, tôi là nho sinh học ở Thăng Long, chứ không phải Thiện Tài. Hôm qua tôi tặng thuốc cho cô nương, để cô nương ngủ say, mà không bị cơn đau hành hạ. Thế nhưng chính tôi lại bị bệnh mới khổ chứ. Minh Đệ đã nghe nói rằng, những nho sinh học ở trường huyện phải giỏi lắm mới được tuyển lên học ở trường lộ. Rồi mỗi lộ lại tuyển những người giỏi nhất đưa về kinh học. Rằng những học sinh này, khi Đức Vua mở khoa thi, chúng tuyển, một bước lên quan. Rằng những nho sinh này rất đa tình, nhà nào có con gái cũng muốn gả cho họ.
Vì vậy khi bị Nho Sinh đùa mà nàng không giận, nàng giơ tay đánh xé vào vai Nho Sinh: "Cái anh này thực là tai quái, anh dám xưng là sứ giả của Quan Âm mà không sợ người phạt ư?" Nho Sinh thấy nàng không gọi mình là tiên sinh mà gọi bằng anh thì cười: "Cô giữ thực đánh người ta đấy à? Quan Âm thành Phật rồi thì ngài đâu có chấp bọn nhất quỷ nhì ma này làm gì, chỉ có cô đánh người ta mà thôi. Và cô ơi, tôi theo Nho không tin thích đâu." Minh Đệ hừ một tiếng, anh nói lạ: "Khổng Tử chẳng từng nói rằng đức quỷ thần thịnh lắm thay, kính nhi viễn chi. Nay anh đem Phật ra đùa thì thánh khổng sẽ đánh đòn cho mà coi." Nho Sinh không ngờ Minh Đệ lại thông tứ thư như vậy, anh ta chắp tay: "Tôi nói càn, mong cô nương đại xá, vì tôi đang bị bệnh." Minh Đệ ngay thật hỏi: "Anh nói anh bị bệnh, thế bệnh gì?" "Bệnh này mang tên mộc mục điền tâm, ngoài cô ra không ai chữa được." Nói rồi Nho Sinh thở dài: "Không biết đài gương có soi đến dấu bèo hay không." Đúng ra với câu nói này thì bất cứ cô gái nào cũng biết rằng Nho Sinh tỏ tình, phản ứng tự nhiên sẽ ù té bỏ chạy, hoặc gan hơn thì cũng cúi đầu e thẹn. Nhưng một là Minh Đệ chưa từng tiếp xúc với con trai cùng lứa tuổi, lại cũng không được mẹ dạy dỗ, cũng chẳng được chơi với bạn gái để biết chút ít về những lời nói hoa bướm, tỏ tình của nam nữ. Vì vậy nàng mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh: "Tôi quan tâm đến bệnh của anh lắm, anh vì đi xin thuốc cho tôi mà bị bệnh. Hỡi ơi, nếu như tôi có thể chịu đau cho anh thì tôi cũng cam lòng." Nho Sinh mừng rỡ ra mặt: "Thế thì được rồi, cô nhớ nhé." Minh Đệ thấy dường như Nho Sinh không hề bị bệnh tật gì cả, nàng hỏi: "Anh thực hay đùa? Hôm qua anh đã xưng làm thiện tai đồng tử, làm người ta tưởng thực rồi người ta lạy chí chết, thế anh là ai?" Nho Sinh buột miệng nói: "Người tưởng rằng được đối diện lạy ta dễ lắm sao? Trong thế gian này có vạn vạn người ước mong đứng trước mặt lạy ta mà không được." Minh Đệ cầm lấy tay Nho Sinh kéo dài ra: "Bất quá anh là học trò ở kinh, bạch diện thư sinh chứ báu gì mà khẩu khí như là hoàng đế không bằng. Tôi bắt đền anh đấy. Thế tôi lạy lại cô nương để trả lễ nhé." "Không, tôi theo đạo Phật, không thù không oán ai hết. Huống hồ anh đã xin thuốc chữa bệnh cho tôi. Thế anh là ai? Làm gì ở Thăng Long? Tại sao lại có thần dược trị bệnh cho tôi?" "Tôi là Nho Sinh, tôi tuy không trị được cho cô nương, nhưng người thân tôi thì trị được. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Nếu cô nương tin tôi thì theo về nhà tôi sẽ nhờ người ta trị tuyệt bệnh cho cô nương. Đêm hôm thế này tôi đâu dám đi với người đàn ông lạ. Thế danh tính của anh, bao nhiêu tuổi?" "Tôi tên là Dương Tông." "Tuổi thì cô nương đoán lấy. Nếu cô nương không chịu đến nhà tôi thì sao bạn tôi trị bệnh cho cô nương được?" "Thôi, đây là 9 viên thuốc để cô nương qua đêm khỏi đau đớn." Minh Đệ ngửa tay cầm thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt. Thấp thoáng một cái, Dương Tông đã biến mất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trên đây là toàn bộ nội dung của chương 6, tiểu thuyết Nam Quốc Sơn Hà. Hãy like, đăng ký kênh và để lại bình luận để cùng chung tay đưa lịch sử hào hùng đến với hậu thế. Hẹn các quý vị thính giả ở các chương tiếp theo.